quân đội hoa kỳ đang sử dụng vệ tinh nhằm nhắm mục tiêu pháo đạn quân đội hoa kỳ hiện đang ghép các thiết bị phát hiện dựa trên không gian với các đơn vị pháo binh để cho phép các xạ thủ pháo binh và hỏa tiễn phát hiện nhận dạng phát triển và chiếm đóng các đơn vị địch quân nhanh hơn bao giờ hết theo nguồn tin từ popular mechanics trong các cuộc thử nghiệm được tiến hành ở đức quốc các đơn vị pháo binh của quân đội Hoa Kỳ đã có thể sử dụng dữ liệu vệ tinh lần đầu tiên để bắn trúng các mục tiêu ngoài tầm nhìn. Các cuộc thử nghiệm theo C4 ISRnet diễn ra tại khu huấn luyện quân đội ở Grafenwald, Đức Quốc, Đại Bắc lòng ngắn Army M777 155mm và hệ thống phóng hỏa tiễn M270 có thể truy cập các thiết bị phát hiện từ vệ tinh và sử dụng dữ liệu để tiếp nhận các mục tiêu, sử dụng pháo đạn dẫn đường chính xác để bắn trúng mục tiêu. Quân đội Hoa Kỳ cho biết nhóm vị trí dẫn đường và định giờ bảo đảm của bộ tư lệnh tương lai chịu trách nhiệm cho các cuộc tập trận được thành công. Vị trí dẫn đường và định giờ liên kết với chính phủ Hoa Kỳ gồm 24 vệ tinh GPS. Mặt khác, các đơn vị pháo binh có thể sử dụng vị trí dẫn đường và định giờ để xác định vị trí trên chiến trường đặc biệt là cách mục tiêu của đối phương bao xa và tìm ra một cách nhanh chóng nếu có tầm bắn để đánh trúng đối phương cũng có thể tìm đường đến các vị trí bắn một cách chắc chắn và đồng bộ hóa thời gian để có thể xác định chính xác thời gian hành động bất ngờ các đơn vị pháo binh của quân đội hoa kỳ cũng đã sử dụng các pháo đạn dẫn đường bằng vệ tinh ví dụ là đạn pháo m982 excalibur dẫn đường gps Quân đội Hoa Kỳ cho biết các lực lượng quân đội ở mặt đất đã được quyền truy cập trước đó dữ liệu từ hệ thống hồng ngoại tuyến dựa trên không gian. Hệ thống hồng ngoại tuyến dựa trên không gian là một hệ thống hợp nhất nhằm đáp ứng nhu cầu giám sát không gian hồng ngoại tuyến của Hoa Kỳ trong 2 đến 3 thập niên đầu thế kỷ thứ 21. Được thiết kế để cung cấp báo động hỏa tiễn sớm, phòng thủ hỏa tiễn, cung cấp thông tin tình báo và hỗ trợ nhận thức không gian chiến đấu được điều hành bởi không quân Hoa Kỳ. Hệ thống hồng ngoại tuyến dựa trên không gian là một mạng lưới các vệ tinh giám sát trái đất để phát hiện và các dấu hiệu phóng hỏa tiễn đạn đạo. Chương trình hệ thống hồng ngoại tuyến dựa trên không gian được thiết kế để cung cấp các khả năng chính trong các lĩnh vực báo động hỏa tiễn, phòng thủ hỏa tiễn và đặc tính không gian chiến đấu thông qua các vệ tinh trên quỹ đạo trái đất. Các thiết bị phát hiện được lưu trữ trên vệ tinh trong quỹ đạo hình ellipse sử dụng và kiểm soát dữ liệu trên trái đất. Hệ thống này nhằm thay thế hệ thống DBS cũ của các vệ tinh. Hạm đội vệ tinh hệ thống hồng ngoại tuyến dựa trên không gian của Mỹ gồm hình ảnh toàn bộ hành tinh cứ mỗi 10 giây và có thể nhanh chóng xác định vị trí của một phương tiện phóng hỏa tiễn đạn đạo. Khả năng định vị và tiêu diệt hỏa tiễn đạn đạo là ưu tiên hàng đầu của ngũ giác đài, được đặc biệt quan trọng nhờ sự phổ biến của hoa tiễn đạn đạo giữa các quốc gia như iran triều tiên và syria và thậm chí các nhóm phiến quân như houthis ở yemen hiện tại thì việc sử dụng hệ thống hồng ngoại tuyến không gian là cơ cấu thuần túy như lực lượng pháo binh của quân đội hoa kỳ đã bổ sung một số khả năng thiết bị phát hiện dựa trên không gian mới